Từ bao giờ anh nhận lệnh của chủ tịch ma thế? Tiếng ồn ào gì vậy nhỉ? Chúng nó đang cãi nhau à? Anh là chú chó trung thành của bà ta hay sao hả, Yuzuho? Cái gì? Chó ư? Tôi nói sai à? Bà ấy đã hứa hẹn sẽ đưa anh trở thành người kế vị bà ấy thay vì Yuzuha ư? Vậy nên anh đã cố gắng sát hại Trương Hae-su và buộc tội mẹ tôi đúng không? Cô cần biết cô nên đứng ở phe nào. Cô không thể mong tôi lúc nào cũng kiên nhẫn với cô được. Tôi chịu đựng cô chỉ là vì bà nội tôi đã chọn cô thôi. Thế nhưng cô có vẻ vẫn chưa dứt tình cảm với Sơ Du Kiêng được. Cuối cùng thì bà nội tôi cũng sẽ loại bỏ Sơ Du Kiêng, người mà cô đang bám lấy cùng với Trương Hae-su con gái của cô ta thôi. Anh nghĩ mẹ tôi sẽ để bái làm điều đó à? Chính xác tôi nói như vậy đấy. Đương nhiên là bái không ngồi yên chịu trận rồi. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Trương Hae-su là con gái của bà ta, chứ không phải cô. Cho dù mẹ cô có thắng cuộc, thì bà ta cũng sẽ chọn Trương Hae-su thay vì cô thôi. Không phải vậy. Vị trí con gái của mẹ tôi chính là tôi, Du Se-jung. Cô vẫn chưa tỉnh táo nhỉ? Bà ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Bà ta sẽ từ mặt cô hoặc sẽ trừng phạt cô, người đã lừa dối bà ấy. Không. Mẹ vẫn nghĩ tôi là con gái của bà ấy. Ngừng vô lý đi, Se-jung. Nếu tôi là cô thì tôi đã mau chóng đi tìm chủ mới rồi. À không. Thật ra bà tôi vốn đã là chủ nhân của cô. Chủ tịch ma là người duy nhất có thể bảo vệ cô bất kể điều gì. Hãy biết suy nghĩ một chút đi. Cô không nắm được chuyện gì đang diễn ra sao? Đồ ngốc. Gì cơ? Này, Yuzuho. Này. Tên xấu xa. Không hiểu mọi chuyện đang diễn ra thế nào nữa. Biết là vậy, nhưng sao bà có thể thay đổi cả huyết thống của họ chứ? Bà đã tráo đổi chị dâu với Hae-su lúc họ mới 12 tuổi. Alo, Hae-su à, chúng ta cần nói chuyện. Anh qua nhà em được không? Được, anh tới ngay đây. Vậy anh đã biết rằng em và Se-jung đã bị tráo đổi lúc em 12 tuổi sao? Anh biết cả chuyện chủ tịch đã làm à? Ừ. Anh biết em tin anh nhiều như thế nào mà. Sao anh có thể không nói với em chứ? Anh đã không thể gom đủ can đảm để nói với em. Anh xin lỗi. Anh đã thấy mỗi ngày đối với em như thể địa ngục là như thế nào. Điều đó khiến anh càng khó để có thể nói với em. Thật khó để anh chấp nhận rằng bà nội anh đã hủy hoại cuộc đời của người anh yêu. Anh cũng đã sợ rằng em sẽ rời xa anh nếu anh nói với em sự thật. Anh không biết rằng chủ tịch là người duy nhất đứng sau chuyện này sao? Anh cảm thấy có lỗi khi đã khiến em oán hận mẹ em. Anh cứ tưởng rằng bà nội sẽ không nói dối anh. Bà nói Phó Chủ tịch Sơ đã nhờ bà tráo đổi. Anh sợ em biết chuyện sẽ sống trong đau khổ cả đời. Nhưng trách nhiệm trong chuyện này duy nhất thuộc về bà nội của anh. Anh không thể tha thứ được. Em sẽ không để yên cho Chủ tịch Ma Hiên Đức đâu. Chỉ riêng từ trả thù là không đủ để diễn đạt được điều em muốn. Nhưng em không cần anh giúp em. Xét cho cùng thì bà ấy vẫn là bà nội của anh. Nếu anh có ý định sẽ phản bội em vào giây phút quyết định thì đừng có làm gì. Em sẽ làm một mình. Anh tránh khỏi chuyện này đi.
Chuyện đứa con gái mà bà không dám tiết lộ với chồng bà và mọi người. Hãy coi như không có chuyện đó. Hãy cứ sống như những người không quen biết từ trước cho thoải mái. Con không phải là Trân Mi Sô. Thế thì là ai? Trân Hê Su. Vậy là suốt thời gian qua cô ấy đã giấu chuyện Trân Hê Su là con đẻ sao? Thật trơ trẽn. Anh đang nói gì vậy? Anh bảo ai trơ trẽn? Một ai đó. Em không biết người anh đang nói đến là ai, nhưng trông anh có vẻ rất giận. Hiếm khi nào anh uống rượu mạnh. Anh cũng cho em một ly đi. Em cũng muốn uống à? Không sao chứ. Em uống một chút rồi đi ngủ. Em có cho rằng uống rượu rồi chạy vào giường ngủ sẽ gột sạch được quá khứ bẩn thỉu của mình không? Rượu này mạnh quá. Cảm giác trong người em như đang bị thiêu đốt vậy. Con đi đây ạ. Con phải ăn gì trước khi đi làm đã chứ? Con ổn mà. Con đi đây. Con cũng lại đây ăn một ít đi. Con không sao đâu. Nhưng mẹ thấy không thoải mái. Này, cho con ít nước cam được không ạ? Dĩ nhiên rồi. Con gặp lại mẹ sau nhé. Hôm nay con ghé qua cửa hàng của mẹ được không? Mẹ con mình cần nói chuyện. Để con xem có thời gian không đã. Anh ta còn chẳng buồn nói lời tạm biệt nữa. Cái gì đây ạ? Chỉ còn một chút thôi, con uống đi. Có một đứa con là cuộc hôn nhân của hai đứa sẽ lành lại thôi mà. Con đã nói là con không thích uống mà. Đừng nói nữa mà, hãy uống đi. Con cần phải mang thai. Cháu sẵn sàng để đến trường rồi à, Han Biên? Con uống xong rồi. Con nói thật đấy. Con đi đi. Lát ghé qua cửa hàng nhé. Nhưng mà con bận lắm. Tôi không có gì để nói hết. Bất kể cô có trả lời tôi hay không, nếu tôi đào sâu hơn thì tôi sẽ tìm ra được sự thật. Mà đến lúc đó rồi thì chuyện sẽ không hay đâu. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều phải xử lý hậu quả của mình. Tôi có hẹn nên phải đi đây. Tôi xin phép. Cô ta đúng là con gái ruột. Và cô ta muốn bảo vệ Du Kiêng. Giám đốc Du, nếu có tài liệu cần phê duyệt thì cô nên hẹn trước mới phải. Cô thô lỗ xông vào văn phòng của tôi khi tôi không có mặt ở đây mà được à? Thô lỗ là thứ con giỏi nhất mà. Du Ji-ho đã nói với con rằng mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho con. Anh ta nói rằng chừng nào Trân Hê Su còn lởn vởn thì trong trái tim của mẹ sẽ không có chỗ dành cho con, bất luận những tháng năm mẹ con mình đã dành ra bên nhau. Du Ji-ho nói đúng đấy. Vậy con phải làm gì đây?
nếu mẹ quyết định bỏ con, vậy con nên về phe của chủ tịch Ma sao? Con có cần phải làm như vậy mà đấu lại mẹ và Trương Hê-su không? Sao cô lại làm vậy chứ? Cô không cần phải đấu lại ai cả.